Nghe nói Trân Trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, đến nay đã gần nửa thế kỷ, một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải bỏ nước ra đi. Và chúng ta đã biết rằng khi chúng ta xa quê hương, thì cái việc hội tụ gặp nhau để thăm hỏi và thậm chí gắn bó cái tình đồng hương, nó có rất là cần thiết. Và đặc biệt thưa quý vị, lực lượng cựu quân dân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những người lính ngày trước đây, thì đó là những người trẻ, nhưng nay là những người đã lớn tuổi, thì lại càng gần, càng cần những cái sự gắn bó với nhau. Thì thưa quý vị, tại thành phố Sơn Tây chúng tôi nhiều năm qua rồi, trong cái dịp mùa hè là cái dịp mà tất cả các hội đoàn, dù là hội đồng hương, cũng có những buổi hè, thì chúng tôi những người lính có một cái tổ chức gọi là hè của lính. Thì thưa quý vị, hôm nay hè của lính của 2024 được tổ chức vào ngày giờ nào, tại đâu? Hôm nay chúng tôi có buổi talk show để nói chuyện với anh Triệu Ngọc Hà. Anh là người đứng ra tổ chức cái hè của lính, và bác sĩ Phạm Đức Vượng là thuộc cái lực lượng tập thể chiến sĩ Nam Cộng Hòa, có một thành viên trong ban tổ chức. Chúng tôi mời hai anh gửi lời chào của quý khán thính giả của Đài Net Việt trên 16.6, thưa quý anh. Nghiêm, chào tay, chào. Em tay xuống. Vâng, tôi bác sĩ Phạm Đức Vượng xin gửi lời chào đến quý vị thính giả và quý chiến hữu cùng các em hậu duệ. Lời chào thân ái của một mùa hè mà chúng tôi đã theo đuổi năm đến nay là năm thứ 10. Kính chào quý vị khán giả, các quý vị đồng hương. Tôi Triệu Ngọc Hà, Hội trưởng Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân. Cũng như bác sĩ vừa mới nói, chúng tôi họp với nhau, và khi các hội đoàn mà Hồng Hương hay Ái Hữu tổ chức thì chỉ có những người ở địa phương đó họ đến tham dự mà thôi. Nhưng cái tổ chức này là tổ chức hội tất cả người lính và gia đình người lính, thì tất cả coi như là bao gồm hết cả toàn miền Nam Việt Nam, thì cái dịp này sẽ đến đông, do đó số người tham dự có lần lên tới cả trên 1.000 người. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ vâng, kính thưa bác sĩ Phạm Đức Vượng, thì là một người cũng theo dõi suốt 10 lần hè của lính như vậy, thì tôi bác sĩ có thể cho biết cái mục đích ý nghĩa của cái việc làm này của những cựu quân nhân là gì, và bác sĩ có điều gì muốn tâm tình với những cựu quân nhân quân lực Cộng Hòa hiện ở San Jose, ở khắp nơi, hay là còn kẹt lại trong nước, thưa quý vị bác sĩ? Vâng, thưa anh Nghĩa Lữ, câu hỏi này làm cho tôi rất là xúc động, nghĩ lại từ những ngày đầu của 10 năm trước, khi hàng năm các đơn vị, các binh chủng đều có tổ chức picnic, nhưng có tính cách riêng lẻ, hoặc chỉ như là biệt động quân riêng, thủy quân lục tiến riêng, địa phương quân, nghĩa quân, hoặc là pháo binh, nói tóm lại. Rồi các hội đồng hương khác cũng vậy. Như vậy á, nó không có một cái sự tổng hợp để có được nói lên tiếng nói chung. Bởi thế, anh em chúng tôi, một số người là những cựu quân nhân, kể cả một số các chị nữ quân nhân nữa, chúng tôi đã ngồi lại, và anh có thể tưởng tượng được, những ngày đầu chúng tôi không có phương tiện gì hết, mỗi người bỏ ra 200 để thành một cái quỹ. Và thưa anh với lại thưa quý vị, 1.000 đồng, khoảng hơn 1.000 đồng mà làm được cho khoảng mấy trăm người đã là giỏi rồi. Nhưng mà cứ theo đuổi từng năm một, cho đến nay là năm thứ 10, mà hồi xưa chúng ta 10 năm ta gọi là đệ thập chu niên, thì đó là cả một cái quá trình rất là dài. Và cái số người tham dự càng ngày càng gia tăng lên, và các anh em cựu quân nhân cũng như gia đình và các em hậu duệ đã cùng chúng tôi đến tham dự. Lý do là nếu mà chúng ta chỉ có tổ chức giữa các cựu quân nhân với nhau, chúng ta quên đi cái thế hệ còn lại, thế hệ mà con cháu của chúng ta nhìn cái tình huynh đệ chi binh, nhìn cái tình của những người cha ông, dù là xa quê hương, dù là bao nhiêu năm mái đầu đã bạc vẫn hàng năm bên nhau. Cái đó nó giúp cho các em, các cháu đã có một cái ý nghĩ về những người lính, những trước đây thì hy sinh ở trên chiến trường,
bây giờ vẫn còn gắn bó nơi quê người. Bởi thế cho nên có lẽ vì những tình cảm đó mà chúng tôi đã tiếp tục khuyến khích chúng tôi để cùng nhau tiếp tục những buổi picnic như thế này. Từ có mấy chục người cho đến nay chúng tôi đã tổ chức hàng năm trên 1.000 người. Thì quý vị thấy để một cuộc picnic mấy trăm người đã khó rồi, mà hàng ngàn người thì thật quả thật là rất là khó. Và trước đây chỉ có anh em cựu quân nhân với nhau, nhưng ngày nay buổi picnic của ngày hè của lính và gia đình mang một ý nghĩa không những là giữa những người lính, giữa những thế hệ người lính và gia đình và con cháu, mà ngay cả những giới chức địa phương cũng nhìn đây là một cái cộng đồng lớn mạnh và họ đã đến tham gia, họ đã đến ủng hộ. Thì cái điều này đã là những cái khiến cho chúng tôi thấy rằng cần phải tiếp tục mặc dù tuổi tác cũng đã lớn. Dạ vâng, thưa quý vị, như quý anh đã có trình bày, chúng ta thấy rằng để tổ chức một cái event mà cả ngàn người tham dự thì không phải là chuyện dễ dàng. Và đặc biệt rằng với cái chiều dài đã 10 lần tổ chức như vậy rồi, thì tôi được biết được rằng trong cái kỳ tổ chức hè của lính kỳ này với cái chủ đề là tình lính, mùa hè và quê hương, có những cái đơn vị đồng tổ chức như sau. Thứ nhất là tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, Hội Nữ Quân Nhân San Jose, Hội Tu Lục Chiến Bắc Cali, Hội Bình Đồng Quân Bắc California, Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, Hội Quân Cảnh Bắc California, Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California, Hội Đồng Hương Nha Trang Khánh Hòa, Nhóm Phục Sự Cộng Đồng, Biệt Đoàn Văn Nghệ Do Linh, Hội Hải Quân Bạch Đằng. Vâng, và một cái điều mà chúng tôi muốn hỏi anh Hà là như cả ngàn người như vậy đó, thì chắc chắn rằng anh đã phải làm như thế nào? Bởi vì chúng ta không phải là đến để gặp mặt không, mà còn có những cái chương trình văn nghệ, rồi có ẩm thực, rồi có thế này thế khác. Thì thưa anh có thể cho biết được rằng anh đã được cái sự bảo trợ như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa quý vị Hồng Hương, kính thưa các chiến thủ, cái việc tổ chức 100-200 người đã khó, mà bây giờ lên tới cả ngàn người. Chúng tôi đã dự trù từ năm ngoái, chúng tôi đã dự trù là mỗi một bản kinh tốn 2 đồng. Sau khi tôi đi nói chuyện với thành phố, họ đồng ý là cái giá 2 đồng. Mà nếu không được cái giá 2 đồng, chúng ta phải trả 7 đồng. Nhưng năm nay chúng tôi đã liên lạc với thành phố và yêu cầu hai ông nghị viên bao luôn Bắc Kinh, nghĩa là quý vị đến đây Bắc Kinh không tốn tiền. Đó là điều son của cái ngày hè của lính này. Tại vì khi đến tham dự chưa chia vất 7 đồng trước. Thì thực tế ra thì cũng sự đóng góp của quý vị, vị thương yêu của quý vị. Và chúng tôi, mặc dù chúng tôi được bảo trợ, nhưng chúng tôi cũng phải đóng góp thêm để cho cái buổi picnic hè này được trang trọng và được đầy đủ cho những người đến tham dự. Thì không những, không biết bác sĩ còn nhớ, không những ở những người ở San Jose để tham dự, mà có cả dưới Nam Quân lên nữa, lên một phái đoàn đi xe bus lên, rồi có ở bên thành phố Colorado, rồi Texas, họ cũng bay được là qua làm một cái chương trình ca hát nữa. Đó, những cái gì đó dưới Nam Ali họ cố gắng tổ chức cái ngày hè của lính, mà không biết họ có thành công hay không. Nhưng mà họ Hà, cố gắng. Chiến hữu Triệu Hà quên là cái năm thứ 9 năm vừa rồi chúng ta tổ chức picnic lại nhằm ngày đại hội của cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là có buổi họp cho nên mình đã mời. Cho nên được họ luôn. Tất cả các nhiều tiểu bang trên toàn quốc, kể cả anh bác sĩ ở bên Canada, anh Thành cũng về tham dự. Thì đó là những cái chúng tôi thấy như là cái phái đoàn của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Tây Nam Hoa Kỳ cũng đi một phái đoàn đến đây. Thì chứng tỏ rằng là cái công việc của chúng ta tuy vất vả nhưng mà cũng đã mang lại những cái tiếng tăm để cho đồng hương thấy rằng đây là một cái tổ chức rất là quy mô và đã mang lại những cái kỷ niệm mỗi một mùa hè đến. Tôi xin lỗi, họ nói hơi ra đầu đề chút xíu, bác sĩ với anh nghe nữa. Vì cái vụ mà Thủ Đức tập họp ở San Jose đúng cái ngày hè của lính năm trước, thì những người tham dự
là đa số là những người hoạt động trong cộng đồng. Thì mà khi cộng đồng liên bang mời tôi tham dự bữa tiệc ở dưới Nam Cali, thì họ muốn tôi ra làm ứng cử chủ tịch cộng đồng liên bang luôn. Tôi nói từ từ đi, tôi chưa có dám. Họ kêu tôi... thưa với anh Hà, thì chúng ta có thể tạm ngưng ở cái phần này. Sau những phần quảng cáo đó, thì chúng tôi sẽ xin phép trở lại với Hè của lính, với chủ đề là tình lính, mùa hè và quê hương. Sẽ được tổ chức tại đâu, rồi thời gian cái lúc nào, từ lúc nào tới lúc nào, và những cái đơn vị bảo trợ để chúng tôi có được một cái event mà cả ngàn người tham dự, và đặc biệt cái tiếng vang đó đã được quý vị dân cử, không riêng tại địa phương mà kể cả quận hạt, kể cả tiểu bang Cali quan tâm như thế nào. Chúng tôi mời quý vị tạm ngưng chương trình, sau những phần quảng cáo chúng tôi trở lại phần 2 của chương trình. Kính thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình. Chúng tôi như đã nói rằng một cái event mà các ngàn người tham dự, và thưa quý vị, với cái chương trình không phải là để mà gặp mặt nhau không mà thôi, còn có phần ẩm thực, văn nghệ vân vân. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin phép được đọc cái danh sách đã bảo trợ. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Ocean Supermarket đã hỗ trợ. Rồi thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là cái tổ chức này đã có tiếng vang cho đến nước đó, mà ở tiểu bang Cali cũng có tham dự, đó là ông dân biểu ở bên Lo. Rồi ở quận hạt Santa Clara cũng có những giám sát viên tham dự như là ông Otili, bà Cindy Chavez tham dự và bảo trợ. Rồi ông Hải Huỳnh thay mặt cho tiếng nói của người Việt ở Bắc Cali. Rồi Lee Sinh Quýt, rồi anh Cung Lê Văn Hải, bác sĩ Phạm Đức Vượng cũng bảo trợ. Rồi các tổ chức như là Golden Trust, ông Tony Dinh, Thế Đỗ Nguyễn Family Foundation. Và đặc biệt thưa quý vị, chúng ta thấy rằng thị trưởng của thành phố San Jose, ông thị trưởng Matt Mahan cũng bảo trợ. Rồi và ở Fremont thì cũng có Agenda World. Rồi ông Lê Minh Bền, ông Truman New và nữ quân nhân Nguyệt Nghiễm. Thì thưa quý vị, bánh ngọt và nước uống thì do CM Domingo Canales và ông nghị viên Peter Ortiz hỗ trợ. Bánh ngọt và nước uống mà hình như là kể cả Bắc Kinh nữa phải không Hà? Dạ, nó như vậy. Tại vì ông cái khu vực 8 thuộc thành phố, thì ông Rotter năm ngoái tôi có đã đề cập với ông Domingo Candelas, thì ông hứa là năm nay ông sẽ, và ông kêu tại vì chúng ta cần đông Bắc Kinh quá. Tại vì một cái Bắc Kinh hiến hết một cái Bắc Kinh, mỗi một cái Bắc Kinh là 7 đồng, mà hay mình lấy 2-3 Bắc Kinh lên mình vậy, mình cần một nghị viên khác đứng ra đỡ đầu, thì mình được 2 nghị viên đỡ đầu cho cái Bắc Kinh đó. Tất cả mọi người đều Bắc Kinh free ở chỗ cái phần mình gọi là cái site là gọi là Cypress Pavilion, Pavilion đó. Thì ngoài ra thì tôi bà ông thấy hai ông này thấy có người ủng hộ thịt, người ủng hộ nước, biết gì đang nói là họ cũng ủng hộ thêm là nước và bánh cookie chẳng hạn như vậy đó. Thì một trong những mạnh thường quân rất đi gần với cộng đồng chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị là bác sĩ Vượng, thì bác sĩ có thể cho mọi người biết rằng cái hè của lính này chúng ta được tổ chức tại đâu, ngày giờ như thế nào, và cái chương trình tổng quát của chương trình này là gì mà hồi nãy giờ nghe Lữ cũng không có nói được đầy đủ, thưa với bác sĩ. Dạ vâng, tiếp lời cho anh nhà báo nghe Lữ thì tôi xin trình bày lại cái buổi picnic năm thứ lần thứ 10 của ngày hè của lính và gia đình sẽ tổ chức tại Lake Cunningham Park. Mà chúng ta cũng biết Lake Cunningham Park thì địa chỉ là 2505 White Road, San Jose, CA 95148. Mà khi chúng ta vô đó thì ngay vô cửa một cái thì rẽ bên tay mặt là chúng ta sẽ gặp một cái, chúng ta chắc chắn là có ở đó, chúng tôi có treo những tấm dàn cờ của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, rồi những dấu hiệu để thấy rằng là chúng tôi đã đến từ 5-6 giờ sáng để tổ chức, thì quý vị dễ định lắm.
cái nơi đó nó gọi là Cypress Pavilion Picnic Site đó, thì quý vị sẽ đến đó. Thì trước khi đến đó, chúng ta có một cái parking lớn ở phía đằng trước, và nếu parking lớn đó mà đầy, chúng ta có đi tới thêm chút xíu nữa thì có cái parking nhỏ, thì chúng ta sẽ đi bọc từ phía sau cái sân khấu lên. Thì đó là đặc biệt năm nay, tại vì thực sự ra nhiều mà bà con mọi năm thì vẫn sẵn sàng vui vẻ bỏ 7 đồng để bỏ vào đó, nhưng mà nhiều người lớn tuổi để mà khi mà bỏ tiền vô cái máy á, nhiều khi nó nuốt luôn mà nó không có nhả cái giấy ra, mỗi một lần mà như vậy chờ đợi rất là phức tạp. Năm nay ban tổ chức, nhất là anh Triệu Hà đã liên lạc mà có được cái free parking, đó là một cái điều mà có lẽ đánh dấu năm thứ 10 của anh em chúng tôi rất là thành công. Thì ngoài cái vấn đề đậu xe là một cái vấn đề, thì khi quý vị vào, chúng cũng thấy vào những cái mùa này, theo dõi thì mấy tuần vừa rồi là cái tuần rất là nóng, nhưng mà tuần tới thì thời tiết nó tốt hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên anh em chúng tôi ngoài hai cái căn nhà lớn thì ở ngay ngoài sân chúng tôi cũng có những cái bạt tre để nhìn trước sân khấu, và chương trình văn nghệ thì rất là hấp dẫn. Cộng thêm ngoài ra là có thể ai thích dancing có thể ra dancing. Và cái vấn đề nữa là cái vấn đề ăn uống đó, thì để cho có vệ sinh và để cho có ngon miệng, nhất là một năm mới gặp nhau một lần, thì ban tổ chức cũng đã vận động, nhất là anh Triệu Hà là anh khéo lắm, anh vận động đến bây giờ 3-4 con heo, rồi thịt heo nướng, rồi đủ thứ, mỗi người một hộp như vậy, rồi cả dưa hấu tráng miệng. Rồi tôi nghe là cũng có bia, nhưng mà bia thì chúng ta phải bán rất là rẻ, và bán bia thì lý do là gì? Bia bán là dưới giá mình mua nữa, nên là phải mua bia trả tiền chai, trả tiền này kia, rồi mua nước đá để ướp đá, rồi cái thì có khoảng 5 đồng 2 chai. Tức là 5 đồng một cặp. 5 đồng một cặp. Uống 3 cặp là đủ rồi. Và nói thêm này cho quý vị khán giả biết, cái bạc kinh ấy, đúng bác sĩ đã nói. Tại bây giờ sau khi Covid này không có ai ngồi bán vé hết. Tất cả đều về vào cái chỗ mà xếp máy, chỗ đứng xếp hàng để vào máy mua một cái vé, và bấm nút bỏ tiền vô, bỏ cái đấy cạc hay bỏ cát. Cát thì phải exactly cát, phải đúng chính xác là 7 đồng. Ok, và muốn mua 2 đồng thì phải có thẻ discount, thẻ bớt tiền của những người già trên 60 mấy tuổi. Thì nó làm khó khăn, làm những người đứng xếp hàng. Nhiều khi năm ngoái tôi thấy đứng xếp hàng dài, và người ta đứng gần như cả mấy chục người đứng mua vé. Năm nay quý vị khỏi lo vấn đề đó, chúng tôi mời quý vị tới, tất cả là chuẩn bị hết cho quý vị đến đậu xe đi vào trong đó liền. Okay. Vâng, cái này là tôi thấy là cũng đặc biệt ở nước Mỹ. Nước Mỹ thường người ta nói là no free lunch, không có gì là free hết. Không, nhưng Việt Nam lắm. Chỉ có Việt Nam, mà nhất là những anh lính già cũ như anh em mình đã vận động làm sao để tất cả đến thoải mái. Bà con anh em chiến hữu sẽ đến, chúng ta vui với nhau một năm một lần. Và cũng là cái dịp để mà điểm danh coi ai còn ai mất. Trước khi nói vấn đề mà Mạnh Thường Quân nó hơi dài, nhưng mà nói vấn đề văn nghệ, cũng như anh bác sĩ biết và anh Lĩnh biết là năm nay, năm thứ 10, mặc dù tôi cố vận động để được bảo trợ càng nhiều càng tốt, những năm vừa rồi chúng ta sẽ có ba con heo quay loại lớn nhất là gần 400 đồng một con. Thì trong đó thì trong cái danh sách đó thì tôi sẽ đọc sau, rồi tạm tiện đây không có thời giờ, là những người bảo trợ cũng có tên có tuổi trong cộng đồng. Ba con heo quay chúng ta có tới 500 bao thịt heo, 100 bao thịt gà. Anh tính một đầu người nam nửa bao là không no, là 500 bao là tích trên cả ngàn người đó. Nhìn nó chưa nói dụ cá, mà chưa nói ba con heo quay đây đó. Bánh mì. Bị không, 60 cái dưa hấu. Đó. Hai thùng tôm, thùng là mỗi thùng nó có bao nhiêu hộp đúng đó. Trái cây. Thực tế ra thì chúng tôi làm được việc là trong cái tờ giấy thì mời quý vị đã thấy là tôi chia làm 4 phần. Phần đầu tiên là Diamond, là Ocean Supermarket. Những gì tôi đề cập ra là do chợ supermarket Ocean giúp cho chúng tôi hàng năm. Và họ nói chỉ có ngày hè của lính là họ giúp đỡ thôi. Bây giờ giúp đỡ những người khác đến là họ cũng nói sorry, tôi xin lỗi, tôi đã lo cho cộng đồng cái ngày hè của lính rồi.
Thì kế đó là cái vấn đề là vàng rồi tới bạc rồi tới đồng. Thì chúng, như anh Nghệ Lưu nói thì chúng ta có cả cả dân biểu, có cả supervisor, có cả nghị viên của thành phố tới tham dự, và như hai nghị viên đã tổ bảo trợ cái báo Bắc Kinh. Đặc biệt năm nay tôi mời được một ông nghị viên ở Fremont cũng đến tham dự và ủng hộ luôn. À, dạ vâng, thưa quý vị, thì như tôi đã nói đó, picnic được tổ chức hàng năm để nhằm tạo cái cơ hội thắt chặt tình đoàn kết quân đội Hồ Chí Minh giữa quân binh chủng và dân cán chiến dịch Cộng hòa tại Bắc Cali. Thì thưa quý vị, ngày hè của lính sẽ được tổ chức vào một lần nữa, chúng tôi nhắc lại, vào ngày Chủ nhật 21 tháng 7 2024 từ 11 giờ đến 4 giờ tại Lake Buckingham Park ở 2505 White Road, San Jose. Và thưa quý vị, chương trình tổng quát của cái hè của lính này nó như sau: 10 giờ thì tiếp đón quan khách và đồng hương, 11 giờ nghi lễ khai mạc gồm có chào quốc kỳ Hoa Kỳ với đại cụ hòa và phút mặc niệm, 11 giờ 15 là lời chào mừng ban tổ chức, 11 giờ 20 là giới thiệu quan khách, 11 giờ 45 thì là chương trình văn nghệ, từ 12 giờ đến 1 giờ là ẩm thực, 13 giờ 30 thì nó có phần xổ số phần 1 gồm có nhiều giải thưởng có giá trị, từ 13 giờ 45 là chương trình văn nghệ, 15 giờ 15 buổi chiều nó là xổ số phần 2 thì nó có thêm giải nhất và giải đặc biệt, 15 giờ 30 là chương trình văn nghệ cho đến 16 giờ thì có lời cảm tạ ban tổ chức và bế mạc. Thưa quý vị, có phần mở rộng đó là chương trình ra mắt sách Cực Cựu Đại Tá Người Nhái Cao Hùng. Vâng, và có một điều là ban tổ chức lưu ý là xin quý chiến hữu cựu quân nhân của Liên Đoàn Cộng hòa vui lòng tham dự mặc quân phục. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Tôi xin nói thêm một tí về văn nghệ. Văn nghệ chúng tôi mời được ca sĩ Anh Khoa bay từ bên sang Houston bay qua. Dạ vâng. Thưa bác sĩ Vượng, có cái lời gì để kêu gọi cái chiến hữu cũng là quân cán chính thành dự hè không ạ? Vâng, thì cũng đây là cái lời kêu gọi chung các anh em cựu quân nhân, chúng ta đã cùng chiến đấu bên nhau để bảo vệ miền Nam, bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tuy xa cách quê hương là nửa thế kỷ rồi, vẫn còn có những dịp gặp nhau, tuy rằng lẻ tẻ ở những cái picnic khác, nhưng mà picnic này là chúng ta sẽ gọi như là gặp mặt tất cả. Thì mong rằng các chiến hữu đã cùng chúng ta đến với nhau để mà cùng tâm tình những cái thời kỳ chúng ta còn trong quân ngũ, cũng như là những khó khăn trong thời gian mới định cư tại đây, hoặc là bây giờ đời sống như thế nào, hỏi thăm nhau, mà nói trắng ra là cùng gặp nhau để điểm danh coi ai còn ai mất. Vâng, mời anh Hà gửi lời chào. Dạ, tôi cũng Hà, tôi xin kính chào quý vị khán giả đã bỏ thời gian lắng nghe anh em chúng tôi nói về ngày hè của lính, và trân trọng kính mời tất cả các chiến hữu, các hội đồng hương, hội ái hữu đến tham dự ngày hè của lính và mang gia đình đến cùng chung vui với chúng tôi. Anh xin kính chào quý vị.